Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các mọi người biết về thông tin của tuyến metro này. Ở góc độ là mình đi bao nhiêu tiền nha. Thì tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên này là đã được công bố giá vé. Thì cái đáng chú ý là cái hành khách mình á, khi mà mình đi metro á, mình đi á, thì họ sẽ có hai cái hình thức thanh toán, là một là thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hai là thanh toán không bằng tiền mặt. Thì đặc biệt ở chỗ này á, là người nào mà thanh toán không dùng tiền mặt á, thì sẽ được giảm giá so với thanh toán bằng tiền mặt nha. Thì cái mức giá là từ 6.000 đến 19.000 cho mỗi lượt, tùy theo quãng đường đi của mọi người nha mọi người. Thì đây là cũng là nỗ lực khuyến khích thanh toán hiện đại và tiện lợi của metro nha. Thì ngoài vé lượt á, thì người dân mình á, người tham gia đi metro á, có thể chọn là vé ngày là 40.000 đồng một người, là không giới hạn cái số lượt đi trong ngày nha. Hoặc là cái vé 3 ngày là 90.000 đồng một người. Thì đặc biệt á, là cái vé tháng á, là có giá là 300.000 đồng một người. Học sinh, sinh viên á, thì chỉ cần trả là 150 đồng ha, 150 đồng một người trên tháng nha. Còn một cái tin vui khác nữa là thành phố Hồ Chí Minh á, sẽ hỗ trợ toàn bộ giá vé trong 30 ngày đầu tiên vận hành thương mại. Đó, để khuyến khích người dân mình đi trải nghiệm nhiều hơn nha mọi người. Đó. Cái điều này cũng là bao gồm cả tuyến metro và 17 tuyến xe buýt kết nối với tổng kinh phí hỗ trợ là 33 tỷ đồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để người dân làm quen với phương tiện giao thông công cộng ha, mới mẻ và hiện đại này ha. Dự án metro số 1 là hiện nay là đạt là 99% rồi nha. Và dự kiến là đưa vào khai thác thương mại là từ ngày 22 tháng 12 sắp tới này nè các bạn. Thì một cái tương lai giao thông xanh thuận tiện đang đến gần, hứa hẹn là mang lại cái diện mạo mới cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì các bạn đã sẵn sàng cho cái tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh mình chưa? Thì các bạn cố gắng ha, sắp xếp chào đón một cái bước phát triển mới của thành phố nha, là metro số 1. Mình đi thử coi cái cảm giác như thế nào. Theo mình á, thì cái mình đã từng đi thử trải nghiệm á, 2 lần 3 lần gì đó, thì mình thấy là rất là đã nha các bạn. Thứ nhất là về không gian, là không gian sảnh chờ, nhà chờ, tất cả các nhà ga rất là rộng rãi ha, rất là sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là cái hình thức mà mình đi á, là hoàn toàn mới mẻ đối với thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, nó cũng như tạo cho mình cái cảm giác thật là rất là cuốn các bạn. Nói chung là mình đi một cái hình thức vận hành, một cách cách vận hành mới trong trong cái lộ trình đi của mình á, bằng cái thay thay thế là xe máy đi. Thì mình đi nó thấy không đã, nhưng mà mình đi cái này á, mình thấy nó rất là đã nha. Mình đi á, là 30 km mà chỉ có nửa tiếng đồng hồ à. Trong khi đó mình đi làm bằng xe máy á, chạy tự túc á, là 23 km mà mình chạy 1 tiếng 10 phút đó, từ Hóc Môn mình chạy vô quận 1 các bạn. Thì cái này á, là thay thế hoàn toàn nha, rất là đã, nói chung là rất là chill luôn. Thì một phần nữa là cái không gian ở trong này các bạn, không gian ở trong cái bon á, rất là mát nha, hiện đại mát. Rồi mình có thể mình nhìn cái cửa sổ xe chạy nè, nhìn cảnh, nhìn rất là nhiều thứ để ngắm nha. Rồi một phần nữa là cái hay á, là mình thấy cái cách vận hành của cái metro này là giống như mình đi máy bay các bạn. Các bạn có lần nào mà đi máy bay thì khi mà nó cũng tương tự,
tương tự như mà khi mà cái lúc mà khởi động các bạn, cái lúc mà nhấc á, nhấc xe mà từ vận tốc bằng không mà lên lên phát động lên vận tốc như lớn á, thì máy bay cũng vậy, là nó có cái cảm giác y chang nhau các bạn, như đi thang máy cũng vậy các bạn đó. Mình thấy cũng rất là lý thú nha. Chứ không phải vận hành từ từ mà là đẩy tốc độ lên rất là nhanh các bạn, chạy rất là đã, rất là sướng luôn. Thì các bạn cứ sắp xếp ha, sắp xếp mình đi cho biết thành phố Hồ Chí Minh mình có những cái gì mới để mình có những chuyến trải nghiệm thú vị. Rồi đi cái trạm cuối này ở ngoài Suối Tiên nữa các bạn. Lái tàu xin thông báo đã tới ga Suối Tiên, mời quý khách xuống ga tại đây. Xin hết. Tiếng metro nha. Đây là cái ga Suối Tiên nè. Còn có gì đặc biệt không? Ghế là chưa bóc tem luôn nha. Rồi đây là thang bộ, thang máy. Đây là thang cuốn nè. Thông qua hình ảnh cũng thể hiện rất là nhiều thứ nha. Hồn quá, mình ấn chú thích lại các bạn. Rồi không nghe. Rồi bây giờ mình quay về các bạn.